Ok, hello chào các bạn. Ok, là sao các bạn? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Công Nhập Vlog Cuộc Sống của Châu Phi. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tuần các bạn, anh em mình trở lại là nông trại bốn bản. Thì hôm nay là sẽ tiến hành là gieo các bạn, vì hôm nay là cuối tuần cho nên là người dân cũng không đi làm, chỉ có một số người thôi các bạn, một ít thôi. Chỉ chủ yếu là ruộng lúa là sóng cả thôi, bây giờ là gieo. Yeah, ở đây là bác chủ Vân Xoay các bạn. Hồi sáng hôm qua cái điện cho mình các bạn hỏi là đã trồng lúa chưa, thì để cho bác đi qua xem. Thì hồi này là mình cũng đón bác đi qua đây các bạn. Anh Thạch thì hiện tại đang ở dưới đang làm lên luống các thứ để mà gieo các bạn. Tiêu này là tiến hành ướm luôn đấy, để sau đó để khoảng tầm 15-20 ngày sau sẽ cấy các bạn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, về luôn. Sí, aquí arroz también. ¿Arroz eso ahí? Sí. ¿Y por qué que se iba a hacer eso? ¿Qué es arroz eso? Es para vaya de cemento. Các bạn, lúa thì hôm nay là giống này. Đấy, ra đây, như thế này đẹp chưa? Lên ủ lên như thế này. No está padre eso? No. Hồi hôm nay rề thì các bạn rề tổ chứ này. Đấy, hôm nay là phải vài, không để nó tốt quá là nó gãy hết mâm đấy các bạn. Đấy, đều chứ các bạn, nhìn đều chưa? Es y vai falle de cemento. Después ti maya la vepe, ven da ve. Anh em mình đang ngấm mấy ngày đấy các bạn, ngấm để ủ mấy ngày đấy. Agora vai la maya. Agora vai na quá. Maya, maya du du phi là. Maya, maya, después vai de esa licorecia sin, ¿está bien? Ajá. ¿Cuándo es licorecia sin? Ajá. Después vai, vai plantar tu cuadro. ¿Y eso aquí? ¿Eso así? ¿Ese va a terminar eso ahí? Sí. ¿Ese aquí? ¿Así que va a crecer? Sí. ¿Después va a nacer? Después él va a nacer tipo de cibola, así. Así, ¿cuándo fica así? Eso va a pequeño no así. Bạn bảo sao mà nhỏ thế này mà sao mà cày được. Có một số hơi tổn quả vì ủ là ở bên này bây giờ là bước vào mùa lành đấy các bạn. Đấy, anh em mình về giờ đúng đang về gieo xong là sẽ làm bạt cắn lên để mà cho đỡ lạnh. Bây giờ thời tiết vào buổi tối khoảng tầm 7-8 độ không biết là như thế nào đấy các bạn. Này, hôm nay lên đẹp chưa? Đều chưa? Đẹp bôi vai thì maya đủ sao? Vai maya đủ sao? Đẹp bôi vai để xài lấy tiếp đủ sibo làm em không? Đẹp bôi cả cái xe xin đẹp bôi vai planta. Theo tên kia acompañar eso. Thì bác bảo là bác về cho bạn đi theo để bác sang học. Hay hôm sau thì con cái sổ giống hôm kia mình đưa để cho bác, hay bạn hôm sau là mình sẽ bây giờ đưa bác xuống để xem thêm một lần nữa, sau lúc đó là sẽ để cho bác về nhà làm theo cái luống thế, sau mình sẽ ủ giống mình đưa đến sẽ để cho các bác nhìn thực tế. Thì những cái video của anh Linh Philip ấy thì anh mình cũng đã là lưu lại đấy các bạn, lưu lại rồi, nhưng mà hiện tại cái máy chiếu đang bị hỏng cho nên là mình muốn đưa cái máy chiếu trực tiếp xuống đây là để cho to, chứ nhìn qua điện thoại thì mọi người nhìn được, người nhìn người không đấy các bạn, cho nên là phải để ít hôm nữa để cho cái này nó lấy đấy các bạn. Thôi anh em mình sẽ đưa máy chiếu xuống dưới lán này, là sẽ chiếu một cái màn hình rồng lớn như này để cho người dân xem. De boy voy a traer video do arroz, de cortar de arroz así. De cortar. Sí, para de boy voy a hacer un tipo de televisión grande para tu duole. Mas isso é Tony. Ainda eu quero saber mesmo. Mas cresce mais ou menos a 100 centímetros, a 100 metros. Depende. 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 Quem quer fazer quadro de grande fica grande. Quem quer fazer pequeno é pequeno. Bác bảo là tôi rất là muốn học các bạn. Phải và cái cách trồng lúa đấy, một người thông minh như bác thì mình chỉ nói chung là không phải lâu đâu các bạn, không phải chờ đợi lâu. Bác hôm nay sẽ nhìn tận mắt là giống này. Ta về đi. À sí. Agora vai, maya. Đấy, hôm nay nó sẽ gieo lên, đấy, để cho tốt lên nó sẽ cấy các bạn và... É por isso que o angolano afinal está atrasado assim. Bác bảo là angolano phát triển chậm rất là nhiều. É sim, lá no Vietnam está importante de arroz. Vietnam está vai vender arroz para tudo o país. Não, está a morrer da fome, afinal de contas as coisas fazem assim. Sim. Mas isso, sabe, Tony, isso veio assim na loja? Liga? Na loja, já veio a semente própria do chai, na loja eu comprei mesmo assim? Sim. Lá do Vietnam está ali, mete do bagurti. Ah. Tipo assim. Ah. Ainda não carca. Ah. Se carca, depois não vai crescer assim. Bác cứ một thái là bảo là không nào trông là cho tôi đi xuống tôi xem ngay. Thì hôm nay là sẽ đưa bác đi xuống chứng kiến tận mắt với nhau bạn, để anh em mình sẽ gieo. Và sẽ khi gieo cái này thì anh em mình sẽ gieo dày hơn để mà cái xúc ấy các bạn, cái xúc là cái được nhiều nhiều cái mà hơn đấy các bạn, chứ mà gieo mà để thưa quá thì nó sẽ là không được cái năng suất mà đến nhiều mà tốn luôn đấy các bạn. Đấy, cho nên phải gieo cái này là anh em mình cũng học được khi đứa nhỏ đấy các bạn, khi đứa nhỏ theo bố mẹ đi làm ruộng ấy là sẽ gieo. Và bây giờ sẽ chính thực tay làm đấy, nó đã đẹp rồi, ok đấy. Này. Quá đẹp đấy. Như giả các bạn, nhìn ủ như giả nhỉ. À cô đã bay mày ra, lát đu bay xuống.
Thôi bây giờ là anh em mình sẽ đưa bạc đi xuống dưới kia, anh Thạch cùng một số bạc đường bản đang ở dưới kia các bạn. Bây giờ thể đi xuống dưới kia là thể tiến hành gieo. À cô đạo Vamula đu đu qua rồi. À ta bị. Para pa me. À ta bị. Para ma velu aprende. Về ole. No, bo, đấy, với một người kiến thức như bạc ấy, các bạn thì mình nghĩ sẽ là không phải lâu đâu. Người một người thông minh như bạc ấy sẽ là hướng dẫn cho bạc một hai lần. Cái khâu cái cách ủ này thì anh em mình sẽ hướng dẫn bạc sau và hướng dẫn cho bạc là làm tài tài trang trại của bạc ấy có một cái một hai cánh đồng lúa thì sau là chặt cái xưởng lão đấy còn. Để voy aprende porque voy a fallar a tote la. I will be so. Quando sair de ver isso aí, ou na minha fazenda também, vou comprar um terreno bom, também vou experimentar. Tá bom, depois não fica fome. Não. Fome sai, não é? Fome sai. Thôi bây giờ sẽ đưa. Anh em mình ủ ở nhà đây, đưa xuống đây còn. Bây giờ ở nhà tiền hơn, được nối đầy đủ đây là... anh em mình đun nước bằng bếp ga công nghiệp nhanh để ủ chứ để dưới này người dân phải là đi lấy củi các thứ cũng là cùng ấy lần đầu cho nên là anh em mình đưa ở nhà ủ ở nhà xuống cho nó khỏe thôi. Bây giờ sẽ bế để kéo mấy anh em xuống dưới bế. Ok bạn, hiện tại mình đã đưa bác xuống dưới cái chỗ là anh em mình đang làm để chuẩn bị là để bắt mà đó các bạn. Ya dumme velu e si aqui para crescer esse mente. É assim que se faz? Sim. Agora tá bonito. Sim. Naquele dia encontrei a Fina, quando você disse que é massare, massare. É assim? Sim, tipo assim também. É assim, aqui sou de fazer de cimento. E o cimento assim não vai colar lá? Não. Ele depois vai crescer. Depois vai crescer aí? Sim. É. Oi, Walale! Samba! Ô, chefe! Como é? Samba! Tudo bem? Oh, tem medita? Não tem medita? Sim. Oh, boa vida. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. Sim, sim. Obrigado, sim, sim. Estava fazendo muito trabalho. Tudo bem, né? Ok. Já acabou. Já. Esse hoje aqui do Mavelo do Manga. Ok. Ele chega aqui para quero ver esse nosso bolanda de arroz. Muito bem. Não, estava fazendo... assim, tipo cama, assim, bonito. Isso é verdade. Isso... É verdade. Ah, tá em quali, hein, ó. Este ano tu aprender hoje. Em quali, não, ó. Semear o arroz. Estamos a aprender, mas tá bonito, afinal. Eu vou ter que acompanhar de perto, porque eu assustei muito. Eu quando estava a pensar do arroz, eu pensava que saia numa árvore, conforme esses árvores aí. Ok. É, agora vou aprender aqui. É verdade. Quando encontrei naquela vez, encontrei assim, estava um bocado de coisa. Agora tá bonito. Sim. Ok, né, cara, já vai, já sei lá. Ở đặt lên nhưng mà căn bản giờ làm bạt thì đó rồi nhưng mà giờ về làm sao để mà chế chim là lấy chim nhiều đấy chim thì nhiều có đâu được bạt là mình cái đó được mắt mình cứ xuống giống cái đó xuống hôm nay mình phải chế bạt lên mà giờ tối thì lành ấy nói chung anh em mình phải trùm bạt các bạn trùm bạt lại sáng ngày mai sẽ mở ra trùm đi lóng ra đấy các bạn sáng ngày mai sẽ mở ra sốp à em sẽ cái tính muốn chủ đề basali nhá aquí existe basali de manhã cedo cedo né sim. Então depois tem que tapar de lona. De manhã 7 horas abre. De já 7 horas tapa. Bora frio não entra. Ok, hello, chào các bạn. Ok, chào anh ạ. Anh còn lại đi răng học à? Hôm nay cuối tuần đi răng học để làm lúa đúng không? Nghe bảo em về sáng mai đi lê, anh ra buôn buôn đây, sáng đang cài chơi. Vừa học vừa làm được. Ta về đây đúng ba về luôn. À, cái muốn tụ đây ta ba luôn. Hiện tại là làm nó đang ải đấy còn. Hôm nay là nhún nhuyễn đây. Trời, về đây. Nắng tráng cho ấy tí các bạn, nắng tráng cho nhuần nhuyễn tí tháo tí anh em mình sẽ vài lên. Tá ver isso. Isso não pesa isso? Não pesa. Liga. Isso não pesa, né? Não. Ainda. Ih. É bocado assim. É. Só bocado, não fazer para ele ficar de beijado. No fundo. Ah. Nắng tráng cho băng đấy còn tí để vài để cho nó giặt vào đóng ấy, ẩm cho nó giặt vào đóng ấy. Đấy băng tráng làm bằng sắt. Cái gì vậy? Khi bố giúp ông bà. Ô, mất đây. Đó vậy đấy. Asi ya. Asi xếc à? Để bố phải mẹ tê aki lên xìm à. Đấy, cái vấn đề đáng lo ngại là chim ấy còn. Chắc là anh em mình sẽ làm hình cầu vông. Làm hình cầu vông tập lại. Chứ không chim nó ăn hết. Ở đấy chim... Chim có là nhiều anh Thách ơi. Asi tê muốn tôi đề bà xa lý nhà em. Ăn hết sốp à? Sì, mà... Cái sổ nó sẽ xin tên tụi. Mas ele tá na de, de pé aqui, né? É, já, anda patinhar mesmo aí de manhã cedo, depois patinha lá, procura de coisa.
Pois é, aqui como dizia, não existe arroz. Yeah. Só estava a procurar pelo menos as moscas e outras coisas. Também só patinha mesmo lá. Já, yeah, tá bom. É, patinha lá. Yes. Tá vendo? Agora tem manhã assim já. De manhã? Não, é... agora mesmo. Agora, vou ter manhã assim já. Aí, bây ở chỗ này là anh em anh canh thạch là cho một ít phân chuông, một tí phân chuông, một ít lấn đấy mà một để cho đất nó có chất dinh dưỡng ấy. Nó giờ sẽ vài. Em chỉ ra anh tí em chỉ tên mẹ tế để tru mình. Cho bà vay again nào. Mẹ tế ông bố cụ để tru mình công an rupu. Para tế đây nó tên tên phốt tí. Mình sẽ áp lên để bố bà la phá phá dê. Nó, 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 em vào accompagnare. Sì, sì, ạ. Tôi kia accompagnare. Mình sẽ vì sự tâm bonito. Ấy, chỗ này thì được nhiều thoải mái nữa các bạn, đẹp đẹp đấy. Muito bonito. Tá, e assim já. Afinal, é uma coisa que nós não soubemos nada. Afinal, é muito leve. É por isso que estamos aqui em Angola, estamos a morrer a fome, a fome, a fome, a fome, a fome. É porque não trabalhamos. É por não saber técnicas também. Nós estamos a, não estamos a acompanhar os técnicos para aproveitar. Vai longe, né, gay? A experiência. Vai longe, né? Deixa eu lá, só um cachorro, né? Você vai longe. Uma coisa assim. Bác chủ vẫn sai aqui. Aqui você vira o angolano quando você quita uma vira, mas você diz aí canta, tipo me rola a pessoa. Bây giờ là cũng ok các bạn, tới nỗi ổn định thôi. Bây giờ đặng điều đặng long nhất là chim các bạn, chim bây giờ là sẽ làm một cái người già. Đây đem đàn ý này rồi. Đàn ý với anh Thạch là thế này. Alguém que nunca viu isso. Esse é muito trabalho afinal. Bác bảo là làm việc rất là nhiều mới được như thế này. Esse tem barro, antes daqui do chão de capim tudo. Depois faz, ele fica mole. Misturar. Isso está levando muito trabalho. Muito, né? Isso é muito trabalho. Depois fome saiu. Sim, não. Quem trabalha, é assim, estamos a trabalhar. Sim. Mas depois de ficar pronto, a fome também foi. Foi. Há uma palavra que disse, onde que tem muito suor, também tem muita comida. Claro, sim. E aí, olha lá, tem um beijão ali. Duas amigas atrás, duas barcias, deve me levar lá no cima aqui, já. Já, atrás, deixa aí. Aí, bây giờ phải gieo giống như bạn, gieo mà lên đây là anh em mình chắc là tối nay, vì thời tiết hiện tại ở dưới này là khoảng tầm buổi tối, khoảng tầm 7 đến 8 độ C các bạn, bây giờ vào mùa lành thôi. SDN thôi, giá của việc sẽ tầm muito frio, já, né? É o tempo. Tempo já? Já, é o tempo de. Estamos a aproximar mesmo já do frio. Já? Até no junho mesmo já está a trazer. Como que se diz aqui? Sim. Lành quá thì anh em mình phải che bạt vào buổi chiều tối đấy, khoảng tầm 5-6 giờ chứ che lại đây là sáng mai khoảng tầm 5-6 giờ sáng, 6 giờ sáng mở ra. Đấy. Đây là khô thì tưới vào đấy còn. Esse dia depois thì tem que tapa porque tá frio depois não quer receber bem. Tem que ter tipo de 18 horas a tapa. De manhã 6 horas abre. Sim. Aí bây giờ boate anh em mình đang mua đưa tới sáng đấy. Còn chỗ này luống từng này cũng anh em mình ngấm cũng nhiều các bạn. Đây, đứng còn bên kia nữa, làm luống bên kia nữa, sẽ là gieo giống bên kia. Đấy, nước là mở ngoài này chảy thẳng rồi thì ok, nguồn nước ở đây thì bây giờ nó giống là quá ok rồi. Đấy như này các bạn. Em chỉ aquí botati de agua, si no tengo agua, si no tengo barro. Nada. Nada. Allora. Fica tudo molhado. É preciso com muita água mesmo. Sim, sim. Com muita água, depois abre e entra. Agora vamos ver a sopa. Vem ver esse cimento aí. Ô, anda đây! Anh còn lấy con này. Có vẻ vé kia nè. Anh còn lấy ra sáng là hôm nay cuối tuần luôn. Kiểu sáng vừa học hỏi để về làm lúa đây con. Thôi, chào các bạn anh nè. Chào các bạn. Mình chào anh Trê. Ôi gì, vay aquí para de aprender đấy. Ở phim semana đấy. Sì, chef. Vi para aquí. Un soba ligou para mí. Vâng, 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 ghi dề. Chúng rất là nắng nổ và nhiệt tình đấy các bạn. Nhiệt tình thì không ai bằng rồi. Chúng là cũng muốn liên kết giữa các bác cùng các anh, gọi là những người hiểu biết nhiều các bạn, để sau này cùng nhau và hỗ trợ và phát triển. Chứ anh em mình còn phải đi nhiều bản lang khác nữa đấy các bạn. Nhìn giống đi, ok anh ơi. Thử đổ ra cái tháo cây. Thật ra ông bao đi đây. Quer ver assim, afinal? Isso é se medir, meter água, depois troca água, outro que é mole. Quente, bocado. Ai, ainda còn lì, já. Depois meter aqui, tá vendo? Depois meter ali. Agora? Depois ele cresce tipo cebola. Cebola? Sim. Eu nunca
Đấy, bây giờ cái gì phải làm tận mắt để cho các bác là nhìn thấy chứng kiến được cái cảnh người Việt Nam làm ruộng, nhưng làm ruộng thì vất vả, các bác cũng bảo rất là mệt, vì là thường thường người ta người dân ở đấy chỉ làm đến khô đấy, còn làm ngố làm đến khô, bây giờ lồi bùn rất là mệt, trời trời lạnh này còn lồi về tối là tay chân gì trắng tích hết đấy. Còn hôm nay đẹp chưa này, đấy, đẹp chưa? Parece una sambala que fue gozo también. Parece chimane, es más sambala de poco me. O que veo aquí es para nada. Hay bollo negro, ¿no? Nunca vamos, no remas a fondo. Ahora que me falta saber. Dani, Dani. Mete más, mamá, esto no me aquí. Un bocado ya. Esto no ya. Son dos. Tú a ver así. O preparando un terreno, mismo ese, o a final de cuentas. ¿Está bien? Dos ángulos cuando cultiva de milio, eso fica encima, eso. Pena o limba, a pena suyo mucho. Ahora, dos arroz, tengo que suyo. Sí. Voy aquí. Ahora fica así. Así, después tú dos ángulos, después voy aquí a ver el arroz. Ahora, espera, aquí va a ficar así. ¿Está bien? Ahí, está bien. Thì đến thạch dẻo tay đến thạch vai đấy các bạn. Đấy, ta về đấy. Đâu rồi? Bánh về, bánh con lê. Cánh năm sau mình bánh con lê kì. Gì vậy? Hả? Ê, đi bố cái này sẽ tìm bố xì bò là kì. Phi là. Về đã, về đi ăn về. Hả? Ghi gì? Nước cà phê. Ghi gì? Sao thế? Sì. Tay mà. Ghi gì? É pra primeira vez. É pra primeira vez. Tipo uma sambala. É assim... Depois mais sambala, depois ele tá corta. Sim, tá corta como isso. Fazem cortar pessoas. Mais sambala é que. Quando te meter esse duas, tipo assim, né? Depois tem que tirar uma capim lá em cima, régua para ele ficar o. Não muito força, não. Muito força depois ele não vai crescer. Para ele ficar do baixo lenha, depois não vou olhar. Depois tapa com lona. Porque é muito frio, ele também não cresce. Tem que tapar 18 horas, abrir de 6 horas de amanhã. De dia fica assim, de noite tapa. Aí bây giờ mùa lạnh này còn phải là trong túi ni lông, trong bạt mỏng đấy, bạt kiểu bạt thành ni lông đấy các bạn. Ở ta về đây, để bố tôi đúng bố tình ai đốt cô mẹ, cú yêu nào? Cú yêu! Chà bê bê! Chà bê bê! Ai cũng vui mừng đấy các bạn. Đấy, đánh thách khéo tay, đánh thách vai. Nha. Đấy. Ủa, tốt anh ơi. Rửa đấy. Wow. Ở đứng rửa đây còn đây này. Về đấy. Wow. Cái này các bạn ơi, rê tốt về lắp cẩn thận thì không nó gầy đấy. Hôm nay không lại là ngày mai là tốt quá anh ơi. Ngày mai là Esi ao là depo Esi cayo nu chao aquí. Depo va crecer. Va crecer. Ay. Phải mang đến tới ra thì anh ạ. Tới cái dài. Phải tới cho tới ra đi. Thế là mình cắt cái bì ra đi. Cắt đôi bi ra xong để cho nó tới ra cho gì accident identification un poco de live now now fica de junto muito não fica de muito de sim fica muito junto não dá để cho nó tách cho nó tới ra các bạn để cho ấy cho gì thế là mình rạch đôi cái bi ra anh thấy cắt đôi bi ra đi. Tá vendo, vem aqui. Quando fazer, mole aqui. Mole. Đẹp chưa? Đây. Giọng đẹp ơi. Nhìn đẹp ơi. Thôi chưa đến chưa đây nhá. Agora ti abre aqui. Tá vendo? Abre aqui. Abre aqui tay. Dạ. Dạ tá bom. Ui giời. Agora abre mais aqui. Fica mole luôn assim nhá. Assim nhá. Así, así, ¿está bien? De paga, son. No lo lifica traga. ¿Entendés? Así. Uy, vale, phải dây các bạn, để sau đó cho lên cho đều. Sau lên là dây thì đỡ tốn luống, mà lại sau anh em mình sẽ một là súc với lại cái vén súc đấy các bạn. Anh phải vào cho mạnh cho giặt này luôn. Vào mạnh nữa. Thế này.
Thôi về rồi mạnh lên cho nó giặt dưới. Xe ra xuống bỏ xe. Đấy. Nào, tạm thời vô trình. Dạ, hấp lên đây. Vô trình ra đây. Dạ, xin. Easy. Easy. Tí sẽ quẹt lên một lớp chứ bạn, để cho nó chim xuống dưới đi. Đợi hồi chim nhìn thấy cái mà để chim nhìn thấy thì sáng mai ra không còn một hạt nào. Nói sẽ ăn còn lan một thêm một cái vẻ bây. Sí. Para aprender muy mejor. Mm. Aprende. Aprende. As comidas finales, tú sabes así, estamos aquí a morir con fome, 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 fome. Al final de cuentas... ¿Las otras fome no gusta nada? No gusta. No, no gusta. Morir con fome no gusta nada. Cái gì vứt xung quanh, thằng tháo lên đây luôn. Assim? Não, chega. Agora também. Nós estamos nhuyễn nha các bạn, giờ vừa. Nossa fome também. Rạc xuống ấy, nó giặt xuống dưới luôn. Đấy, mãi đi đâu đoạn đây, không là người đến đây đây các bạn. Não. Isso está mais brincar aqui. Aqui está mais brincar. Nós angolanos estamos a ficar muito atrás. Bà cứ bảo là Angola nó chậm phát triển hơn rất là nhiều. Angola aprende. Por isso que a nossa liberdade também, olha, mesmo sangue não temos. É, através, porque estamos a comer toda hora coisa que não tem saúde. A saúde é infavorável. Sim. Sim. Não comer comida com coisa com vitamina. Sim. Lá no Vietnam está muito de arroz. Vou meter um bocado assim, né? Yeah. Assim chega. Soba! Não vou conseguir bem. Tem que abrir. Abrir, né? Tem que fazer isso assim, tá bem? Pode ficar molhado. Molhado. Tá bem? Vê depois. Vê. Vê, né? Tính gì? Não, assim não. Vê nè. Olha, o sopa parece saber mais um bocado. Sabe o... Um bocado. Não, eu para ver a experiência. É, eu para ver a experiência. Afinal, o teu trabalhar mesmo lá é mesmo isto aí. Sim. Por isso que viemos aqui. Sim. Estamos a ficar a aprender mesmo com você, com o Tony. É certo, Eu passei todo o dia aqui. Eu vi, até vi aqui o seu fico. Parece que está. Nossa senhora, está doendo. Está duro. Está duro. Tem que pegar para ver. Porque esse aqui está de branca. Não, muito trabalho. Gostei muito. Olha só, ainda que foi muito a fazer. Aqui, tipo uma urna, afinal de contas, só para tapar ali. tôi đang nghe chim kêu đó các bạn. Thấy anh em mình chỉ mới làm được như thế này thôi. Bây giờ cũng 6 giờ tối rồi. Thì bây giờ sẽ về thôi để cho giao trách nhiệm cho bác trưởng bản cùng với một nhóm người 10 người ở đấy là sáng mai dậy đuổi chim sớm mai để mà căng tiếp với mấy căng được cút nửa đấy các bạn. Một ô này còn phía bên này là cũng chắc căng được. Giờ tối rồi. Ya sopa, es ya agora. Controlar ya no tiene aquí ya. Tipo de mañana también sota de bacharinha. Sợ chim đấy các bạn, sợ chim thôi. Nhưng còn không có chim thì nó ở đấy chuột nước thì nước đầy chuột chắc ở đấy không có đâu. Nói chung tóm lại là các bạc là phải chịu khó một đêm thôi. Nó chịu khó. Esse show um dia noite esse esse amanhã tudo fica aberto como tu ali agora. Ok. Já? Muito bem. Amanhã vai a tudo, a menar tudo. Vai terminar tudo? Sim. Oi, até terminando.
Ta vô nói về. Đúng mà về luôn công an ở đây. Về aquí después vas allá, ¿ya? Ah, ta ve, ta ve, ta ve. Muito bom passo. Ya. E para mim é pela primeira vez. Eu não sabia como se semeia o silaço ou o arroz. Mas a partir de hoje, não por acaso, é uma experiência que eu tirei. Que amanhã também vou dar um exemplo para os nossos colegas e junto dos nossos filhos também, que estão à nossa estrada. Sim, senhora, tá bom. Đấy thì ok các bạn, thì ngày hôm nay là bác chủ Vân Xoay cũng anh quản lý đến đây là nhìn anh em anh là gieo mà để chuẩn bị cho cái những các cái thủa rừng thử nghiệm tại bản làng nghèo bên núi Châu Phi. Đấy thì cơ bản là ngày hôm nay cũng đã là gần 6 năm các bạn. Đấy giờ là chỉ có chơi mà chơi thêm khoảng tầm 15 ngày nữa, 15 đến 20 ngày nữa sẽ mà sẽ tốt và sẽ tiến hành là gieo trồng ở nơi đây. Thì hy vọng là sẽ cái một cánh đồng lúa thẳng cánh co bé là sẽ xanh ngát tại cái vùng đất này các bạn. Ta bên này đẹp bôi tu đuôi cái phía vẹt đi à rốt xe ra bên. À ký à gô là tên cà bì nữa ấy. Sì. Con đu à rốt cách xe nữa ấy. Ấy xe ra bên. Xe ra bên. Ấy xe ra bên à rốt. Hả? Hả? Mà giờ thì quando sai, nó sẽ có mê lombi, tipo lombi tirar em bocado. Conforme... Ah, não. Ah, ele tem que ficar, ficar pronto de quando de amarelo. Primeiro é assim, tipo do tubo, né? Quando entra já. Quando já entra, ele fica assim. É mesmo culpa assim. Porque tá beijado de arroz. De arroz, ele fica assim, tá vendo? É igual a esse. Ele fica... É igual mesmo esse já. Depois quando tá beijado aqui, ele fica aqui. Do cima, ele fica de amarelo como lá. Tipo, já tá sonda. Terminando, a força acabou. Não é? Tá culpa muito. Depois vai se meter mais adubo? Ou quando crescer? Quando crescer, meter. Depois ele fica verde de força. Depois tira para embora assim. Leva uma tapa assim. Depois vai tirar uma. Acabou. Oi, senta, supera. Come. Ok, bạn, thì bây giờ cũng buồn thôi. Thì video của mình hôm nay cũng xin phép kết thúc tại đây. Các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho anh em mình một like, chia sẻ video và đăng ký kênh Công Giáo Vlog Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi có thêm động lực giúp đỡ những người dân nghèo khó bản làng miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Walale. Walale. Ya, mai velo, muito obrigado, ya. Tá bem. Mas você muito subiu, muito branca, bega o do cabelo lá do outro, fica preto, mil oi. Vai aparecer bem. Já! Anda aí! Ok! Sim, sim, obrigado, senhor. Ok, aí một ngày trải nghiệm rất là thú vị của anh quản lý và bác chủ Vân Xoay. Thôi bây giờ để cho các bác về cùng mua đấy các bạn. Anh em mình cũng chia sẻ qua này đây.